Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu đến muộn một tí ạ. Cái vó thức nhà cháu nó hơi lỗi. Hai đứa quen nhau à? Dạ không ạ. Xin nhắc lại một lần nữa với cả cô ấy, tôi không phải là một tên biến thái. Tôi học sinh tiên tiến 6 năm, gia đình văn hóa 15 năm, lại còn là sinh viên cao đẳng nữa. Bố mẹ tôi dạy dỗ tôi đàng hoàng tử tế, tôi không bao giờ làm mấy cái chuyện đồi bại. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Mà bây giờ nước sông không phạm nước giếng, việc của ai người đấy làm. Thôi được rồi, vậy thì toàn bộ khu vực quầy pha chế này là quyền của tôi quy hoạch đồ đạc theo ý của tôi, cô không được phép động vào trừ khi hỏi ý kiến của tôi. Còn tầm ở ngoài kia ấy là khu vực của cô dọn dẹp rồi phục vụ khách ý, cho chú đá vào nhá. Tôi biết rồi. Và khi một người nghệ sĩ như tôi ấy đang pha chế, đang sáng tạo nghệ thuật ý, cô làm ơn đừng làm phiền tôi. Anh cứ yên tâm, không ai đụng vào đồ của anh đâu. Biến thái à? Nguyễn Đình Nhu chắc là nhà cô một có con trai lắm đấy nhở. Đụng vào bát cơm của nhà anh đấy à? Liên quan gì đến anh mà anh nói? Tên của anh cũng nam tính quá cơ. Trần Tuệ Minh. Này, chắc là nhà anh cũng mong muốn có một đứa con gái dịu dàng nết na như tôi. Nhưng mà đời không như mơ đâu. Yêu thương nhau ta trao nhau nụ cười và lá aroma xanh mát cho ngày tươi. Chấp hết nắng mây gió trên đường dài và hương thơm ngát khoan khoái trên bờ vai. Ngày mới xuống phố ta thấy yêu cuộc đời và ta sẽ áo chống nắng La Roma, thân hành đồng hành cùng chương trình.